ăn vụng kem ở đây rồi, chết rồi. Bắt được hai đứa này. Ừ. Bắt được hai đứa ăn vụng kem ở đây rồi. Thế là con nhà ai? Con nhà chú Dũng à? À, Nhung Điệp Phú Bồng à? Hôm nay không phải đi học ở Tân An? Ừ.